Ý nghĩa quay phim chụp ảnh cưới hỏi. Trong đời người thì ngày cưới là ngày cả cô dâu và chú rể được tỏa sáng nhất. Mọi ánh mắt, lời chúc phúc đều hướng tặng dành cho cặp đôi. Việc quay phim chụp ảnh cưới hỏi sẽ rất là hữu ích để lưu lại giây phút này. Bên cạnh đó kết hôn còn là bước ngoặt lớn quyết định tương lai của cả một đời người. Chính vì vậy tìm được một cửa tiệm quay phim chụp hình cưới ưng ý là điều không thể thiếu. Quay phim chụp hình cưới là cơ hội để cả gia đình được những bức hình chung. Đây cũng là dịp để anh em bạn bè cùng lưu lại bên nhau những kỷ niệm khó quên không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội gặp mặt đầy đủ trong trang phục chỉnh đề như này. Vậy tại sao lại bỏ lỡ dịp thuê chụp ảnh cưới chuyên nghiệp để có những bức hình chung? Dù là dịch vụ quay phim, chụp ảnh cưới giá rẻ hay đắt nhưng đều mang lại giá trị lớn. Mỗi hình ảnh đều đem đến cho chúng ta nhiều kỷ niệm.